Vụ trộm đầu tiên vào trưa ngày 20 tháng 7 năm 2020, một tên trộm mặc áo thun xanh, đeo khẩu trang, đi hiên ngang vào dãy nhà trọ như chốn không người. Có người thấy đối tượng đi vào nhưng đã không cảnh giác. Đối tượng sau đó đã dắt xe ra rất bình tĩnh. Nạn nhân mất xe là sinh viên. Vụ trộm thứ hai trong dãy nhà trọ này xảy ra vào sáng sớm ngày 24 tháng 7 năm 2020. Một nhóm người đi vào dãy trọ dòm ngó, tính toán một vòng rồi đi ra. Sau đó 15 phút mới quay lại và bắt đầu hành vi trộm cắp. Có hai tên đi vào, một tên phá khóa cổ, một tên mang theo ba lô đựng kềm cộng lực cắt xích. Do mới mất một chiếc 3 ngày trước nên mọi người đều khóa xe cẩn thận, song nhóm trộm vẫn thành công với 3 chiếc xe bị đánh cắp. Có thể thấy chiếc xe máy dựng ngay phía trước cửa một nhà dân như thế này, có lẽ ngồi từ bên trong rất dễ quan sát xe. Tuy nhiên, người dân đã quá lơ là cảnh giác để kẻ đạo chích dễ dàng ra tay bẻ khóa xe rồi thản nhiên dắt xe đi như thế này. Đến khi người trong nhà phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn màng. Điều đáng nói, biển số xe là 59V33456, được xem là biển số đẹp có giá trị cao. Trong clip, một người đàn ông điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường. Không rõ nguyên nhân vì sao, người này bất ngờ bị mất lái. Cả người lẫn xe lao với tốc độ khá nhanh, đâm sầm vào hiệu thuốc bên đường. Cú đâm mạnh khiến cửa kính của hiệu thuốc vỡ tan tành. Người đàn ông bị thương nhẹ ở tay. Sự việc nhanh chóng thu hút những người dân xung quanh. Người đàn ông sau đó vẫn đứng chờ ở hiện trường để chờ chủ hiệu thuốc xuất hiện xử lý hậu quả. Đoạn clip ghi lại tình huống vi phạm luật giao thông tại một ngã tư ở Hà Nội. Nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh ngược chiều. Khi thấy hai chiến sĩ cảnh sát trật tự ra hiệu dừng lại, người này cuống cuồng lao lên vỉa hè rồi đâm sầm vào cột gắn biển tên đường. Va chạm khiến thanh niên ngã văng xuống đường. Ngay sau đó, người này vội vàng dựng xe lên rồi bỏ chạy. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, hai thanh niên này vừa vi phạm luật giao thông trước đó, bị lực lượng công an đuổi theo yêu cầu dừng lại kiểm tra. Khi bị tấp vào lề, thay vì chấp hành, tên cầm lái đã quay đầu lủi lên vỉa hè. Nhưng không biết vì sao, có lẽ vì quá run, hắn không thể điều khiển được xe, khiến chiếc xe liên tục bốc đầu lên cao, rồi hất văng cả người ngồi sau lưng. Tiếp đó hắn cũng té nhào, khi vừa cầm lái định chạy tiếp thì bị hai cán bộ chiến sĩ khống chế. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, lên lỏi qua chiếc xe máy, con rắn đã bò thẳng vào phía trong nhà. Thời điểm này, nam thanh niên áo trắng vẫn chưa hề phát hiện, cho đến khi thấy đồng nghiệp của mình la lên và nhanh chóng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Con rắn ngay sau đó cũng bò trườn lên bàn rồi mất dạng. Chưa rõ vụ việc tiếp theo như thế nào, nhưng người dân nên chú ý cẩn thận hơn với những vị khách không mời mà đến này.